Bro, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like. Bé trai sinh ra với mái tóc bạc cùng khuôn mặt cau có như cụ già khiến ai nhìn cũng suýt xoa. Mặc dù cậu bé mang khuôn mặt khá khó ở cùng bộ tóc bạc có 102, nhưng ai nhìn cũng phải khen ngợi cậu bé quá dễ thương. Những em bé dễ thương luôn chiếm được tình cảm của mọi người, có thể là do bé có những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng cũng có bé chẳng cần khuôn mặt cau có khó ở cũng khiến người ta phải suýt xoa giống như cậu bé được mệnh danh là ông cụ non này. Cậu bé Divina Smile ở Mitsubishi, Mỹ sinh ra đã gây sốc cho cả gia đình khi mang mái tóc màu bạc trắng. Thậm chí vừa mới chào đời thôi, nhưng biểu cảm của cậu bé lại cau có khó ở, nhìn mà ai cũng muốn cưng nựng. Những hình ảnh mẹ cậu bé chụp và chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn. Ai cũng bình luận thích thú khen ngợi cậu bé trộm vía đáng yêu khó tả, cho dù có làm bộ mặt giận dỗi cau có như ông cụ già. Mặc dù nhiều người cho rằng mẹ cậu bé photoshop chỉnh sửa ảnh nên tóc cậu bé mới bạc trắng như vậy. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định rằng Smile thực sự mắc hội chứng màu tóc khác thường do thiếu thành phần chất tạo màu trong tóc, mắt và da. Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra với khoảng 5 trên 100.000 trường hợp bé sơ sinh. Dù vậy, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu bé. Khi đăng ảnh con trai lên mạng xã hội, tôi chỉ đơn giản muốn chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, nhưng không ngờ lại khiến nhiều người chú ý đến như vậy. Tôi cảm thấy vui vẻ và may mắn vì con tôi đặc biệt. Tôi thích mái tóc của thằng bé, mẹ cậu bé Smile chia sẻ. Nhiều cư dân mạng khắp nơi cũng để lại bình luận khen ngợi. Năm câu chuyện kỳ lạ nhưng có thật về những đứa trẻ được động vật nuôi sống. Những câu chuyện về tạc răng hay người sói đã xuất hiện trên phim ảnh từ lâu và lịch sử cũng cho thấy ngoài đời, những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Hầu hết mọi người cho rằng, những câu chuyện về các em bé được động vật hoang dã cưu mang chỉ có trong phim ảnh hay truyền thuyết. Tuy nhiên, có rất nhiều dẫn chứng lịch sử cho thấy điều đó là có thật. Dina Shanicha, cậu bé người sói ở Ấn Độ. Vào năm 1867, một nhóm thợ săn đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cậu bé 6 tuổi sống giữa bầy sói trong một hang động ở quận Balansha, Ấn Độ. Họ đã giải cứu và đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi truyền giáo Shekhara ở Ara. Khi đến đó, cậu chạy quanh bằng bốn chân và xé tan bất cứ quần áo nào mà người ta cố mặc cho cậu. Người ta đặt tên cho cậu là Dina Shanicha và cố gắng hết sức để đưa cậu tái hòa nhập cộng đồng nhưng không thành công. Dina Shanicha, cậu bé người sói không thể học nói tiếng người bất chấp mọi nỗ lực của những người giải cứu cậu. Dù cuối cùng, Dina cũng biết ăn thịt chín thay vì thịt sống, nhưng cậu bé không bao giờ học được cách nói năng của con người. Các chuyên gia ngày nay tin rằng có một quá trình học ngôn ngữ rất quan trọng trong những năm đầu đời của con người. Rất có thể vì Diva đã phải sống với lũ sói từ lúc còn sơ sinh, nên việc học ngôn ngữ đối với em trở nên bất khả thi. Osana Malaya, khuyển nữ ở Ukraine. Sinh ra ở Ukraine vào năm 1983, Osana Malaya bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Bố mẹ cô đều là những người nghiện rượu và họ đã đuổi Osana khỏi nhà khi cô mới 3 tuổi. Osana đã phải tìm nơi nương tựa tại một nhà kho ở đằng sau nhà, nơi có một đàn chó hoang sinh sống. Đến năm 8 tuổi, Osana mới được giải cứu. Khi đó, người ta thấy cô bò trên đất bằng bốn chân, gầm gừ và sủa dữ dội như loài chó. Osana ngủ trên sàn, ăn uống và vệ sinh cho bản thân giống hệt loài chó. Những con chó nuôi nấng cô đã đuổi những người giải cứu khi họ đến lần đầu tiên. Cuối cùng, người ta cũng đưa được cô đến một trại chăm sóc cho trẻ bị bệnh tâm thần. John Shibunya, cậu bé Uganda được khỉ nuôi. Sau khi mẹ của cậu bị giết hại dã man, cậu bé 2 tuổi John Shibunya ở Uganda đã bỏ trốn biệt tích trong rừng và được bầy khỉ vơ vét châu Phi Kuman. Cậu học cách trèo cây và sống chỉ bằng hoa quả, các loại hạt và dâu trong 3 năm trời, cho đến khi cậu được một người phụ nữ tại địa phương phát hiện ra vào năm 1991. Hoàn cảnh éo le của John đã khiến cậu phải nương tựa đàn khỉ rừng. Lúc đầu cô tưởng nhầm John là khỉ vì cậu lúc đó lông lá đầy mình do bị ảnh hưởng bởi hội chứng ma sói, mà có thể là hệ lụy của chế độ ăn hạn chế. Khi người dân đến giải cứu cậu bé, lũ khỉ trở nên hung dữ, ném cành cây về phía họ vì nghĩ họ sẽ làm hại cậu bé. Sau này, khi đã được chăm sóc tại một trại từ thiện cho trẻ mồ côi, John mới được học nói.
Những người nuôi cậu lớn lên còn phát hiện ra John có tài năng ca hát, nên vài năm sau, họ giúp cậu tham gia dàn hợp xướng trẻ em ngọc trai châu Phi tại Anh. Axel Revat, cậu bé được chó nuôi ở Chile. Khi mới lên năm, Axel Revat đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà sau khi hứng chịu những trận bạo hành từ chính những người sinh ra mình. Cậu được nuôi trong trại trẻ, nhưng 3 năm sau, vào năm 1998, cậu bỏ trốn rồi bắt đầu lang thang trên đường phố cùng với một đàn chó hoang. 15 con chó và cậu bé sục sạo các thùng rác để kiếm thức ăn, và một số người kể lại có trông thấy cậu bú sữa một con chó cái. Axel dù được trở lại cuộc sống con người một thời gian, nhưng cuối cùng cậu lại bỏ trốn biệt tích. Được người dân địa phương gọi là đứa con của chó, Axel hay gầm gừ với bất cứ ai muốn lại gần cậu và được miêu tả rất là hung dữ, suy dinh dưỡng và không nói được. Ngay khi các cảnh sát biết được thông tin của cậu bé chó, họ đã cố gắng giải cứu cậu, nhưng Axel lại nhảy xuống biển hòng trốn thoát trong một lần bị cảnh sát bám theo. Về sau, người ta có bắt được cậu và đưa đến cơ sở chăm sóc, nhưng cuối cùng Axel lại bỏ trốn được và đến nay vẫn không ai nắm được tung tích của Axel. Marina Chapman, cô bé Nam Phi được đàn khỉ nuôi. Vào năm 1954, cô bé 4 tuổi Marina Chapman bị bắt cóc khỏi ngôi làng mình tại Colombia và phải tự lo liệu bản thân khi bị bỏ rơi trong rừng nhiệt đới. Cô bé sống sót bằng cách bắt chước các thói quen và hành vi của một đàn khỉ Campuchin hay còn gọi là khỉ mũ. Cô bé Marina ngày nào giờ đã là một phụ nữ 66 tuổi. Marina còn viết sách thuật lại câu chuyện đời mình. Chúng đã nuôi nấng cô bé trong vài năm, khiến cô có thể bắt chước rất giống tiếng kêu và cách trèo cây của chúng. Lúc lên 10, cô được một nhóm thợ săn tìm thấy. Họ bán cô cho một nhà thổ nơi cô phải chịu cảnh nô lệ và bị đánh đập hàng ngày. Khi thời cơ đến, cô bỏ trốn và sống cực khổ trên đường phố Colombia. Câu chuyện của cô đã kết thúc có hậu, vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh nghèo đói, lập gia đình và trở thành mẹ. Marina còn viết sách kể lại cuộc đời đầy sóng gió của mình. Cô hiện đang sống tại Yorkshire, Anh cùng chồng và hai đứa con của mình. Con trai 6 tuổi bỗng dưng mang bầu, khiến cả gia đình sốc nặng. Một cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc đang phải đối phó với căn bệnh lạ bụng phình to như úp rổ, khiến người thân vô cùng hoang mang. Sự việc xảy ra ở Nam Ninh, tỉnh Quang Tây phía Nam Trung Quốc vào hôm thứ Hai tuần trước. Cậu bé 6 tuổi có tên là Hon Hon đi bộ quanh nhà với cái bụng bầu vượt mặt. Gia đình cho biết một khối u trong gan đã khiến đứa trẻ gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Bụng phình to khiến các tĩnh mạch trong cơ thể đứa bé bị giãn và có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Theo một số nguồn tin từ địa phương, cậu bé bắt đầu xuất hiện bệnh khi lên 2 tuổi. Tuy nhiên, gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng nguyên nhân là do con được ăn uống quá đủ chất. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, dạ dày của đứa trẻ càng chứa nhiều chất béo hơn. Thậm chí, sức khỏe của Hon Hon cũng ngày một sa sút. Cuối cùng, gia đình đã phải đưa em đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết bụng bầu của bệnh nhân là do một khối u trong gan gây ra. Tính đến hiện tại, cha mẹ em đã mất 1,9 tỷ Việt Nam đồng để điều trị, nhưng họ vẫn quyết định không từ bỏ và đang chờ đợi kết quả xét nghiệm mới nhất từ bệnh viện. Theo tạp chí y học The Lancet, chỉ khoảng 8% thu nhập tại bệnh viện được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ. Vì vậy, các dịch vụ y tế và sản phẩm điều trị phải được bán ở mức với giá cao. Bên cạnh đó, chi phí phẫu thuật, giá thuốc và phương pháp điều trị y tế cũng không rẻ. Một nghiên cứu của Cục Điều tra Dân số của Mỹ cho thấy 700 triệu người dân Trung Quốc ở nông thôn không đủ khả năng để chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Đây cũng là lý do khiến không ít người chấp nhận sống chung với bệnh tật cho đến chết. Những dĩ nhân Việt có mái tóc đặc biệt. Cái răng, cái tóc là gốc con người, song có không ít người sở hữu những mái tóc đặc biệt khiến họ trở nên nổi bật và có thêm những khả năng kỳ lạ trong cuộc sống. Mái tóc dài 6,8 mét được mua với giá hơn 50 triệu đồng. Sau hơn 50 năm trời không cắt tóc, ông Trần Văn Hay, ấp Hòa An, xã Mông Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang để lại cho cháu kỷ vật là mái tóc dài hơn 6,8 mét của mình. Với mái tóc dài đặc biệt này, ông từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu người có mái tóc dài nhất Việt Nam. Ông bắt đầu để tóc từ năm 25 tuổi, ông không cắt tóc do mỗi lần cắt đều bị ốm rất nặng. Trước khi mất, ông để lại mái tóc dài nặng hơn 10kg cho con cháu để làm kỷ vật. Bây giờ, bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông, là người bảo quản và cất giữ mái tóc quý mà chồng mình để lại. Mái tóc rồng nổi tiếng Hội Liêm. Dĩ nhân được nhắc đến trong câu chuyện này là cụ ông Nguyễn Văn Long, 74 tuổi, sống tại thôn Duệ Đông, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Ông bắt đầu để tóc từ năm 1994 sau một chuyến hành hương tới chùa Yên Tử. Việc để tóc dài khiến ông có thêm hứng thú và niềm yêu thích với việc nghiên cứu Phật Pháp. Cùng với mái tóc kỳ quái, ông còn có rất nhiều khả năng độc đáo như nhìn vào mặt trời hay đèn pin chiếu mà không bị chói mắt. Người phụ nữ có mái tóc sư tử. Mới chuyển từ miền Nam về quê nội thuộc thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hồn, Thanh Miện, Hải Dương sinh sống, chị Hà đã nổi tiếng khắp nơi với mái tóc đặc biệt của mình. Những sợi tóc của chị quấn đan xen, thậm chí dính chặt lại với nhau. Chị Hà còn cho biết, mỗi một đợt mái tóc chị lại có những hình dạng khác nhau. Trước đây thì kết thành hình con cá, sau đó là con rồng, con rắn, và tới thời điểm hiện tại thì là hình thù giống với con sư tử. Ba anh em cùng không cắt tóc từ khi còn nhỏ. Tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, câu chuyện về ba anh em ông Nguyễn Văn Chiến với mái tóc rồng cũng khiến người dân nơi đây rất ngưỡng mộ. Việc mấy anh em ông Chiến không cắt tóc là thể hiện sự hiếu nghĩa với cha mẹ và cũng do mỗi lần cắt tóc họ đều ốm nặng. Mặc dù mang mái tóc nặng hơn 2kg trên đầu, nhưng ông Chiến vẫn thấy thoải mái bình thường. Người đàn bà có mái tóc trăng. Phùng Thị Mậu, người xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, được mệnh danh là người đàn bà có mái tóc trăng. Chị Mậu có biệt danh như vậy là do mái tóc rất đặc biệt. Khi còn trẻ, mái tóc của chị cũng bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi 30 thì tóc đổi màu hung đỏ, dài rất nhanh và càng ngày càng xoăn, dày và to lạ thường. Ngoại trừ phần tóc ở đỉnh đầu, phần tóc còn lại của chị Mậu cũng bị rối, không thể nào chải được. Hai cụ già hàng chục năm không gội đầu cắt tóc. Tại ấp 3, xã Bình Thành, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre có bà Năm Cẩn. Ở ấp 5 có bà Sáu Ngói, nổi tiếng trên dưới với mái tóc dài tới hơn 3 mét. Hai người phụ nữ này đều có gia đình, có con cái. Cả hai đều chọn ăn chay trường để sống. Mái tóc của họ luôn phải giấu kín trong bao vải và không được tắm gội. Tuy vậy, sức khỏe các bà vẫn tốt và sống trường thọ.